Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn là cách tỉa và tạo hình một cái lọ, làm cái lọ nước kem ủ tóc nhé các bạn nhé. Kem ủ tóc, mượt cho mượt tóc này. Thì cái này thì sẽ không xa lạ với nhiều bạn nữ nhé các bạn này. Ở đây các bạn nhìn này, rất đẹp. Và thì hôm nay mình sẽ sử dụng rau củ quả để mình mô phỏng lại cái lọ kem ủ tóc này nhé các bạn. Đây ạ. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng nguyên liệu chính, đó là từ củ cà rốt này. Đó. Mình sẽ sử dụng thêm một chút, đó là củ cải trắng. Đó. Có thể là mình sẽ sử dụng thêm một chút nữa, đó là bí đỏ các bạn nhé. Thì sau đây thì mình sẽ đi vào phần chi tiết và cụ thể nhé các bạn. Thì các bạn hãy quan tâm theo dõi nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần chi tiết và cụ thể nhé. Cái miếng cà rốt này thì chúng ta sẽ phát khối nó ra. Đây. Rồi, ok, này. Bỏ cái phần này đi. Ta sẽ cho nó một cái vạch như này. Đó, mình sẽ chăm cái vạch này. Sau đó thì chúng ta sẽ bo nó xuống nhé. Bo nó xuống này. Đó, bo nhẹ nhàng nó xuống này. Phần này chúng ta cũng bo lại nữa nhé. Đó, bo nhẹ nhàng này. Đó. Bo xuống này. Đó, bo xuống này. Thì chỗ này thì mình cũng chưa được, mình sẽ bo tiếp lại nữa các bạn nhé. Sao mà cái lọ này nó giống đến 90% đấy các bạn. Đó. Cái phần dưới này thì chúng ta sẽ bo lại một chút nữa. Rồi, ta sẽ bo lại một chút nữa các bạn nhé. Làm sao cho nó cân đối cả đầu trên và đầu dưới nhé các bạn. Thường thì những cái lọ như này thì chúng ta có thể để co lên đĩa cũng khá chi là ngộ nghĩnh và xinh xắn nhé các bạn. Chúng ta để co lên đĩa đó các bạn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ bo nó lại. Có phần là một chút.
này, cái này hơi cong đó, mình sẽ đang bo lại để mình tạo hình nhé. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục nhé các bạn. Đó, phần này rồi thì chúng ta sẽ cong đây đúng không? Thì nó thẳng lại. Rồi đến phần này chúng ta bo lại một chút nữa. Một chút nữa. Cái phần này đó, phần này đi qua làm một chút nữa, qua làm một chút nữa các bạn nhé. Sẽ sử dụng chút củ cải trắng. Lưu ý là mình bo từ từ nhé các bạn nhé. Này. Chút này, cho lên đây. Này, hơi to. Xong bo nó nhỏ lại một chút nhé. Hết lại nhé bạn. Ok. Thì mình sẽ sử dụng đính kem 502 nhé các bạn.
sẽ đến cái phần này mà. Và rồi mình sẽ chỉnh sửa nữa các bạn. Sửa nó lại một chút nhé. Đó. Ok. Sau khi mình chỉnh sửa lại thì đây, đã ra một cái sản phẩm như này. Thì là mình đã thì từ cục quả thì nó sẽ khác với cái phần thực tế của nó nhé các bạn. Đây. Nó chỉ được có tương đối thôi. Thì các bạn xem video của mình thì thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho mình, cho mình bình luận và chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.